Công ty ẩm thực Anh Nguyễn, công ty Alo Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Anh Nguyễn lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em một mẫu loa full bát 25. Thì mẫu loa này có tên là như sau, là RCF. Dòng loa này là dòng loa bát 25, rất phù hợp cho gia đình nghe nhạc cũng như là hát karaoke. Thì dòng loa này là một dòng loa bãi xuất Mỹ, công nghệ của tức là của Ý, được sản xuất ở Ý nhưng mà xuất Mỹ. Thì dòng này là anh Nguyễn này mới nhập về, rất là bẩn, nó có màu trắng, màu trắng. Mà phía trước của dòng loa này thì các bác cũng được thiết kế một theo kiểu truyền thống, này có thể để đứng được hoặc để làm được theo cái nhu cầu người sử dụng cũng như cái vị trí đặt loa của nhà các bác. Nếu như cái chiều cao hạn chế thì có thể làm quay ra. Thì dòng này rất là hay cái này, tức là một cái thùng này là nó sử dụng hai bát 25 và bốn chiếc. Thì phía trước là một lưới căng bục lửa rất là đẹp và một biểu tượng RCF. RCF đây là em bỏ căng ra, bên cạnh đó là một cái lẹp mà màu vàng rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho loa. Tiếp theo phía trong thì nó có thiết kế là hai lỗ thoát khí phía trên và phía dưới, sử dụng hai bát 25, hai bát 25 và bốn chiếc. Bốn chiếc thì dòng này là dòng lò bãi, thực sự lò bãi nhé, lò bãi. Và dòng này là dòng xuất Mỹ, nay em mới nhập về thì nó vẫn còn bẩn, màu trắng, nhưng có thể em cho màu đen, màu đen như này cho đẹp, cho phù hợp với cái truyền thống của Việt Nam ta là làm thích màu đen. Thế là thùng rất là dày, đặc biệt những dòng lò bãi bao giờ cái thùng rất là dày chắc chắn và âm bao giờ cũng hay. Đây chính là phía trước, thiết kế của nó là thiết kế theo hình chữ V, âm thanh hướng phía trước và tạo một cạnh nhỏ phía sau để âm thanh phía trước mở rộng thị trường âm thanh, rất là rốt và xa. Đây chính là phía sau, phía sau là hỗ trợ hai giắc lưu trích để bắt được bẩn nguyên này nhá, vẫn còn sơn tường ấy, người ta dùng sơn tường này. Và có nhìn đây cho em, model nó là FX10. Thì dòng này là em cạo cái sơn này, nay em mới nhập về em chưa vệ sinh, chưa kiểm tra được hết. Công suất tối thiểu nó là 300W và tối đa là 500W. Cái này nó chơi ở nội trợ là 4 ôm, rất phù hợp với âm ly cũng như cụ đẩy công suất. Và giải tần rất là sâu với nhé, hoạt động từ 45 Hz đến 19, 45 Hz đến 19 kHz, tức là nó đánh nó ngang là B3, nó thể hiện được các giải tần equalizer ấy rất là sâu. Tức là giải tần của các bạn còn mình nghe là từ 20 đến 20 Hz, nhưng mà thực ra từ 17 là nó không còn tiếng rồi, từ 17 Hz kHz là không còn tiếng rồi. Và cái dòng này nó là dòng xuất Mỹ với nhá. Đây chính là cái mã vạch nó luôn, in thẳng luôn vào cái lắp vào sau này. USA xuất Mỹ, dòng loa xuất Mỹ. Dòng này chính thức là người nước ngoài ta dùng, mà sau khi người ta không dùng nữa người ta sẽ bỏ ra ngoài và được nhập về Việt Nam. Độ nhạy cực cao, nó cao hơn cả B3 này, là 108 dB, tức là 108 dB, cho nên độ nhạy rất cao, tiếng rất hay và thoát. Công suất tối thiểu là 300W, tối đa là 500W, đánh ở 4 ôm và giải tần hoạt động từ 45 Hz đến 19 kHz, hỗ trợ hai dây trích và sở hữu hai bát 25 bốn tép. Nó giống như loa suy của em và loa V, rất là hay, vừa đứng vừa làm được. Tức là các bác mua một đôi loa này thì được sở hữu là 4 bát và 8 chép đấy, sở hữu 4 bát 8 chép nên rất phù hợp, rất phù hợp. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu tổng quát và qua về dòng loa giờ xếp này thôi. Còn ngày mai em có thời gian sẽ quay trực tiếp phía trong cũng như tiết âm, các bác cùng nghe đôi này ra sao. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Thì nhà em rất hay kiếm được hàng độc, một loan hai bát bốn chép. Các bác nhìn tổng quan rất là đẹp, để đứng để làm được cả. Và đây bác này, cái dòng loại vậy này, dòng số y này, nguyên chất bãi luôn, hai bát 25, hai chép một chung, rất là nhiều loa. Cái dòng này các bác chỉ cần một đôi là ok rồi, một đôi có thể là vừa nghe nhạc vừa hát hay.
nó đủ đủ lời, đủ lời. Đây các bác hát ca, một đôi thì nó hơi ít lời. Đây chính là cái kho loa sẽ tổng quan các bác này. Dòng dây ca mới phía trong kín hết rồi, hết chỗ rồi. Để em rộng này mà hết chỗ để loa. Và báo cáo bác, thông báo bác là loa B3 chính hãng Z212 và dòng B3 X12i. Này em chuẩn bị nhập số lượng 100 đôi sẽ về. Đang đặt bên hãng bên Trung Quốc. Loa chính hãng cho các bác không phải tìm kiếm dòng loa B3 mãi nữa. Và chính hãng luôn cả sản xuất. Thì em đang có đơn hàng 100 đôi loa đang trên đường về.